Xin chào các bạn. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một số thông tin khi nuôi chó Pitbull. Đó là chúng ta nuôi chó Pitbull thì chúng ta cũng nên cho nó ra ngoài, ít nhất là nó phải tiếp xúc được với cát, cỏ để mà nó ăn cỏ ha. Thì thực ra Pitbull thì nó sẽ không có tiêu hóa được cỏ, nhưng mà nó vẫn sẽ ăn cỏ để làm chi? Đó là nó cung cấp cái chất xơ để nó tiêu hóa tốt hơn. Đây là Iron Alas nha. Và mọi người lưu ý rằng là phải có cái vòng cổ chắc chắn ha, và cái móc khóa, chứ không thì không biết bùn nó nhảy lên thì nó xúc ra thì rất là phiền. Nó mà tuột xích là rất là phiền. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy cái xích nó phải dài ha, khóa chắc chắn ha, khóa xây chắc chắn. Đấy, đấy là cái phụ kiện cần thiết để chúng ta sử dụng cho Pitbull nha. Đó, Ngọc chiếu lại gần cho chúng ta thấy đó. Đấy, khóa xoay ha, thì chắc chắn, tại vì con Iron Alan này là nó rất là khỏe, nó tới trạng 23 kg mà nha. Cho nên là nó rất là khỏe. Đây, tiếp theo đó là Anna cũng thế nha. Anna thì là con chó cái thuộc dạng là to nhất hiện nay tại Việt Nam đó, các bạn thấy không, khóa xoay ha, chắc chắn. Đấy, đây là một phụ kiện không thể thiếu khi mà chúng ta nuôi Pitbull, đó là bao gồm là vòng cổ, khóa móc, khóa xoay ha, móc chắc chắn, và cái xích cũng phải chắc chắn ha. Và chúng ta lưu ý rằng là thỉnh thoảng ha, nói chung là càng nhiều lần càng tốt, và chúng ta nên cho chó Pitbull nó được ra ngoài để mà nó làm cỏ và nó tiếp xúc với cát.